Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nhi Vlog nhé. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì Nhi sẽ lại đưa cái thông tin cho cô chú anh chị và mọi người nghe cái thông tin về nông dân. Thì để nghe cái thông tin về nông dân thì Nhi sẽ chia sẻ cô chú anh chị và mọi người qua cái clip của Nhi. Thì thứ nhất thì cái gì cũng thế thôi, nghe cái thông tin thì Nhi phải nghe từ nhiều phía và nghe phải từ hai tai, phải từ gọi cho là nhiều những cái kênh khác thì mình mới đúc kết được trong cái sự việc này nó có đúng hay nó có sai hay là nó như thế nào. Thì Nhi sẽ cho cô chú anh chị và mọi người cùng lập luận với Nhi trong cái clip này và sẽ cùng nghe một cái kênh YouTube. Thì chắc chắn cái kênh này thì mọi người khán giả cũng đã nghe. Thì trước đây thì nhiều khi thì khán giả của mọi người không nghe, không xem, không hết những cái clip, thì cũng có thế nọ, cũng có thế trai. Nhưng mà Nhi đã xem, Nhi theo dõi cái sự việc và cái diễn biến nó từ đầu đến cuối thì cũng biết được là trên cái chủ kênh của cái em này thì nhiều khi có những cái phản biện cũng cùng quan điểm với Nhi và cũng cùng đưa lên một cái tiếng nói cũng rất chi là hay và bổ ích, cũng cần nên xem xét và cũng cần nên nghe. Thì cô chú anh chị và mọi người hãy cùng với Nhi nghe cái clip của em Quỳnh Như nói về anh nông dân đã phản bội cố Nguyễn Phương Hằng như thế nào. Thì xem mọi người khán giả giống Nhi, xem có giống và cũng có cùng quan điểm với cái kênh YouTube này hay không và có cùng với Nhi hay không. Thì Nhi sẽ mời cô chú anh chị và mọi người hãy lắng nghe cùng với Nhi. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với lại kênh thông tin của Bùi Thanh Quỳnh Như. Cảm ơn quý vị và các bạn đang ủng hộ trong thời gian vừa qua. Hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ nhấn nút like, subscribe cũng như rằng là bình luận để kênh ngày càng phát triển nha quý vị. Thì buổi sáng ngày hôm nay Quỳnh Như xin kính chúc quý vị sẽ có một ngày thật là an lành và hạnh phúc. Và hiện tại rằng là Quỳnh Như cũng đang đi công việc quý vị, cho nên thành ra là Quỳnh Như cũng không có cập nhật những cái thông tin liên quan tới các kênh YouTube trên mạng xã hội. Tuy nhiên rằng là vào tối ngày hôm qua thì Quỳnh Như nhận được khá là nhiều những cái tin nhắn cũng như rằng là một số những cái lời bình luận của một số những khán giả chia sẻ rằng là một cá nhân trên YouTube hiện tại đang có biến, thì không ai khác đó chính là một cái nhân vật cũng đã từng xuất hiện cùng với Quỳnh Như trên kênh Lang Thang Đường Phố, đó chính là YouTuber Anh Nông Dân. Thì Quỳnh Như không có quá nhiều thời gian để Quỳnh Như nghe hết toàn bộ những cái livestream hoặc là những cái video clip của Anh Nông Dân. Thì Quỳnh Như tình cờ click vào đó và nghe được một vài đoạn nhỏ xíu thôi nha quý vị. Thì Quỳnh Như có một số những cái phân tích như sau. Và cái quan trọng hơn nữa rằng là có một số những khán giả khi mà Quỳnh Như có lướt sơ bình luận á, thì đa phần họ cho rằng là anh Nông Dân phản bội cô Hằng, anh Nông Dân tung ra những cái thông tin bất lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng, rồi anh Nông Dân có cái việc cùng với lại tiến sĩ luật trong thời gian vừa qua có rất là nhiều những cái điểm khả nghi, rồi một số những cái kênh YouTube hình như rằng là họ cũng bắt đầu họ lên trên mạng và họ bóc phốt anh Nông Dân cho rất là nhiều những vấn đề. Vậy thì cái góc độ của Quỳnh Như như thế nào liên quan tới một số những cái phát ngôn? Quỳnh Như chỉ nói rằng là một số những cái phát ngôn là bởi vì Quỳnh Như không có nghe hết video clip nha quý vị. Thì anh Nông Dân có chia sẻ về cái câu chuyện rằng là tại sao lại viết một cái lá đơn với cái nội dung 10 tỷ như vậy và khiến cho cộng đồng mạng cũng như rằng là cá nhân của anh Nông Dân cảm thấy rất là phản cảm. Thật ra nếu mà quý vị nghe kỹ video clip của Quỳnh Như vào buổi sáng ngày hôm qua, quý vị sẽ thấy rằng là Quỳnh Như có đề cập về vấn đề này. Tuy nhiên Quỳnh Như không đề cập về cái việc mà cái người viết đơn. Quỳnh Như đề cập về việc một số những cá nhân họ đưa tin thì họ giật tiếp bằng cái việc rằng là được bảo lãnh tại ngoại với 10 tỷ đồng. Thì khi mà Quỳnh Như đọc cái tiêu đề như vậy thì thật sự Quỳnh Như nói thẳng với quý vị rằng là cái cảm giác đầu tiên của mình đó là một cái sự phản cảm. Bởi vì sao nó gọi là phản cảm? Là bởi vì với cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta cũng thừa biết rằng là trong hầu hết tất cả các livestream thì bà Hằng đều có sự đề cập về cái việc rằng là sẽ lấy tiền che thân. Đây là một cái điều mà Quỳnh Như nghĩ rằng ai cũng biết. Cho nên là khi mà tất cả những cái thông tin chạy truyền thông trên mạng xã hội thì với cái nội dung như vậy thì khi mà Quỳnh Như kéo những cái lời bình luận của một số những cá nhân họ có thể không thích, hoặc là họ là những cá nhân trung lập, hoặc cũng có thể là họ yêu mến, thì họ cũng cho rằng là tại sao mà lại đưa ra một cái con số 10 tỷ chẳng khác nào rằng là đang thực hiện cái lời nói của bà Hằng là đúng. Có nghĩa rằng là họ cũng cho rằng là đâu nhất thiết phải là 10 tỷ, bởi vì về cơ bản rằng là
quy định của pháp luật chỉ quy định là thấp nhất là 100 triệu đồng thôi. Đó, cho nên thành ra rằng là ở góc độ này thì Quỳnh Như nghĩ nha, bản thân của anh nông dân cũng không có bất cứ một cái ý nào xấu trong cái việc rằng là thể hiện một cái sự quay xe. Bởi vì trong cái phân tích đó thì Quỳnh Như cũng chẳng biết rằng là quay xe như thế nào. Nhưng mà tại sao cái YouTuber anh nông dân này bị cộng đồng mạng cũng như rằng là dư luận phản ứng khá là kịch liệt đối với những người ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng, là bởi vì anh nông dân có thể rằng là lên cái video clip này không đúng thời điểm. Quý vị cũng thấy rằng là trước đó khoảng tầm chỉ khoảng là 2-3 ngày thôi thì tiến sĩ luật một lần nữa đã bị ồn ào trên mạng xã hội bởi nhân vật Điền Võ. Có nghĩa rằng là Điền Võ vì một vài cái sự phát ngôn của mình thì thể hiện rằng là tiến sĩ luật là người đứng đằng sau cho cái việc rằng là Điền Võ công kích người này, công kích người kia. Vì thế mà tiến sĩ luật hiện tại đang là một cái tên nằm trong một cái vùng nhạy cảm đối với một số những khán giả ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng. Và khi cái câu chuyện về tiến sĩ luật nó đang đặt ra một cái sự nghi vấn và hoài nghi của một số khán giả cũng như rằng là một số chủ kênh YouTube, bởi vì họ cho rằng là không biết là những cái lần mà bà Hằng lên phát ngôn thì có sự tư vấn của tiến sĩ luật hay không. Bởi vì chính Điền Võ là người tung ra cái thông tin này, là mỗi lần mình nói về vấn đề nào thì đều có tiến sĩ luật hoặc rằng là một vị luật sư tư vấn. Cho nên thành ra là câu chuyện của tiến sĩ luật hoàn toàn chưa lắng xuống thì bây giờ lại tiếp tục cái thông tin liên quan tới cái vấn đề rằng là tại ngoại của bà Nguyễn Phương Hằng với con số 10 tỷ và anh nông dân lại lên cái video clip đó. Mà chúng ta cũng thừa biết rằng là anh nông dân là học trò của tiến sĩ luật. Đây là một cái điều mà tất cả mọi người đều biết. Và thậm chí rằng là cũng rất là nhiều lần Quỳnh Như cũng có chia sẻ với quý vị rằng là Quỳnh Như biết anh nông dân thông qua tiến sĩ luật. Vì thế mà khi mà tiến sĩ luật đang tạo ra một cái luồng dư luận không tốt về mình thì tất nhiên rằng cái người sẽ bị kéo theo đó chính là anh nông dân. Đó, cho nên thành ra là mọi người sẽ có một cái cách nhìn khá là phản cảm. Và có một số những cá nhân họ nói với Quỳnh Như rằng là tại sao mà họ thấy rằng là Quỳnh Như quay xe tùm lum lúc người này lúc người nọ. Thì Quỳnh Như cũng nói thẳng với quý vị luôn rằng là trong góc độ của Quỳnh Như, từ đó tới giờ Quỳnh Như không có thuộc phe phái nào hết. Từ khi mà Quỳnh Như làm lang thang đường phố thì Quỳnh Như cũng đã không có tham gia bất cứ một cái nhóm chat riêng nào rồi, hoặc là có một cái sự bè phái rồi. Bởi vì về cơ bản của Quỳnh Như rằng là Quỳnh Như là một người từ nhỏ đến lớn là một cái người cũng khá là độc lập. Quỳnh Như không thích là tụm năm tụm bảy rồi kéo bè kéo phái rồi nói xấu người này nói xấu người kia rồi hùa vào tấn công. Cái tính của Quỳnh Như nó là một cái tính cực kỳ độc lập và nhiều khi mình có thể nói rằng là mình cũng hơi cô độc đó quý vị. Bởi vì Quỳnh Như suy nghĩ một cái điều rất là đơn giản thôi, những người yếu thì họ mới cần liên kết lại với nhau để họ tấn công người mạnh. Còn người mạnh thì họ chỉ có thể có một mình nhưng họ có thể chống lại được tất cả các bên. Quý vị sẽ thấy một cái điều rất là công tâm rằng là hồi xưa khi mà Quỳnh Như phát biểu trên kênh lang thang đường phố thì một số những cái kênh phản biện họ cũng chẳng thích gì Quỳnh Như, họ cũng bóc phốt Quỳnh Như. Và khi mà Quỳnh Như có một cái sự lùm xùm vì bất đồng một số những cái quan điểm thì ngay lập tức rằng là họ có một cái sự lôi kéo mình. Nhưng mà sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt thì họ rất muốn mình nằm trong danh sách khởi tố. Đó, đó là một cái điều mà Quỳnh Như ngay từ đầu là Quỳnh Như đã thấy rất là rõ. Cho nên rằng là với một số những kênh YouTube phản biện, Quỳnh Như không tiếp xúc, không gặp gỡ và thậm chí rằng là cho tới bây giờ Quỳnh Như cũng chưa có gặp ai. Vì thế mà quý vị không thể nào mà nói rằng là Quỳnh Như quay xe hay là không quay xe, bởi vì mỗi người đều có một cái quan điểm khác nhau. Nếu mà chúng ta trở thành những cái người mà văn minh thì chúng ta sẽ thấy rằng là ai cũng có một cái chính kiến hết. Vì thế mà cái việc mà anh nông dân ngày hôm nay mà bị một số những khán giả của bà Nguyễn Phương Hằng tẩy chay rồi bỏ cái đăng ký kênh thì Quỳnh Như nghĩ rằng là nó cũng là một cái hệ quả cho câu chuyện liên đới của tiến sĩ luật. Bởi vì câu chuyện tiến sĩ luật hiện tại là nó vẫn còn nhảy sóng dư luận chứ không phải là không có nha quý vị. Mà chúng ta cũng đã thấy rằng là thời gian vừa qua chỉ có vài 2-3 ngày thôi thì một số chủ kênh YouTube thì họ cũng lên án tiến sĩ luật khá là nhiều. Và họ cũng rất là muốn hiểu rõ là cuối cùng là nhân vật anh nông dân này như thế nào. Nhưng mà theo cái góc độ của Quỳnh Như cho câu chuyện 10 tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng á, thì chúng ta sẽ không thể nào phân tích một chiều được. Có nghĩa rằng là mỗi người sẽ đặt một cái vị trí khác nhau để phân tích trong cái sự kiện này. Nếu như Quỳnh Như là một cá nhân độc lập, Quỳnh Như chỉ là một khán giả bình thường, Quỳnh Như không liên quan gì tới the drama,
Nhưng mà Quỳnh Như thấy cái tiêu đề đặt một cái câu giống như rằng là chạy spotlight quý vị, là được tại ngoại với số tiền 10 tỷ, thì cái phản ứng của mình đầu tiên rằng là wow, cuối cùng rằng là cá nhân này đang có ý đồ gì, nghĩ rằng là tiền bạc có thể giúp người này tại ngoại được hay sao. Và thậm chí quý vị cũng phải hiểu rằng là nếu như mà nhân vật này mà được tại ngoại thì khả năng rất cao rằng là một số những cá nhân, thậm chí rằng là phe phản biện, rồi những người trung lập, họ sẽ nghĩ rằng là cá nhân này cuối cùng tại ngoại vì có số tiền 10 tỷ, có nghĩa rằng là họ không đủ kiến thức pháp luật để họ biết rằng cái chuyện 10 tỷ này nó hoàn toàn không liên quan tới vấn đề tại ngoại. Đó, chỉ cần thấp nhất là 100 triệu đồng. Nhưng mà góc độ của Quỳnh Như hiểu được cái cảm giác của con trai của bà Nguyễn Phương Hằng, là bởi vì đối với mình rằng là tiền bạc nó không quan trọng. Mình cứ nghĩ rằng là với một cái số tiền cao như vậy thì thể hiện một cái sự quyết tâm, mong muốn rằng là mẹ của mình sẽ ra. Bởi vì nếu mà bản thân mẹ của mình biết rằng là cái số tiền đó do con trai của mình bỏ ra thì khả năng rất cao thì họ sẽ có một cái sự cam kết hoặc rằng là thực hiện đúng. Có nghĩa rằng là Quỳnh Như nghĩ là nó cũng là một trong những cái mà thể hiện sự ràng buộc giữa con trai của bà Nguyễn Phương Hằng với bà Nguyễn Phương Hằng. Đó, con đã bỏ cho mẹ số tiền 10 tỷ, đó là một trong những cái tài sản của con, và con hy vọng rằng là mẹ hãy thương con mà chấp hành những cái quy định của cơ quan chức năng. Đây là cái điều mà Quỳnh Như nghĩ là trong suy nghĩ của con trai của bà Nguyễn Phương Hằng là như vậy. Nhưng mà ở một góc độ nào khác thì một số những cá nhân họ lại thấy rằng là tại sao lại phải ghi cái con số 10 tỷ đó trong cái đơn để làm gì, và khiến cho một số những người gọi là đưa tin đó quý vị, họ giật tiếp câu view, thì khiến cho cái câu chuyện này chẳng khác nào giống như là có tiền thì muốn làm gì cũng được. Cho nên thành ra là Quỳnh Như nói thẳng luôn, trong cái câu chuyện về cái việc rằng là anh nông dân có phản bội bà Hằng hay không, thì Quỳnh Như nghĩ rằng là cái khả năng này nó rất là thấp. Bởi vì về cơ bản rằng là một cái video clip nó không thể thay đổi cái bản chất của cái sự việc nó đã diễn ra. Chúng ta đừng có nâng cao quan điểm quá. Thật ra là Quỳnh Như thấy rằng là rất là nhiều người trên cộng đồng mạng này họ quá nâng cao quan điểm. Bởi vì chỉ cần mình nói không đúng ý của họ thì ngay lập tức rằng là họ sẽ có một cái sự gọi là phản biện mình, hoặc là họ bóc phốt mình theo một cái hướng gì đó, giống như rằng là mình chơi với ai, mình đi với ai, rồi người ta cũng sẽ có một cái sự kiểm soát. Nếu mà nói như vậy thì rõ ràng bản thân mỗi người không tạo cho mình được một cái sự văn minh trong cái cách ứng xử. Đó, cho nên thành ra là đối với Quỳnh Như rằng là video clip đó của anh nông dân thì có thể rằng là mình đánh giá một cách công tâm á, là nó thiếu sự tế nhị đối với lại câu chuyện trong thời điểm này. Nhưng mà về mặt nào đó thì nó cũng không tới cái mức mà dựa căn cứ vào video clip đó mà chúng ta nói rằng là anh nông dân quay xe hay phản bội. Bởi vì nếu mà nói rằng là phản bội bà Hằng thì Quỳnh Như không có tin. Thật sự là Quỳnh Như không tin đâu quý vị. Bởi vì về cơ bản rằng là chúng ta cũng đã thừa biết rằng là cái câu chuyện của anh nông dân thời gian vừa qua với Quỳnh Như là như thế nào. Và nếu như mà phản bội bà Hằng thì tất nhiên rằng là sẽ là một câu chuyện khác. Đó, cho nên là thôi, thì đối với góc độ của Quỳnh Như ha, thì Quỳnh Như vẫn giữ vững quan điểm của Quỳnh Như rằng là video clip đó thì những nội dung khác Quỳnh Như chưa nghe. Quỳnh Như chỉ biết rằng là hình như anh nông dân có nói sai một cái điều gì đó, và anh nông dân có một cái sự đính chính ở trong video clip của mình. Còn về cái việc rằng là đối với anh nông dân là số tiền 10 tỷ nó thể hiện một cái sự phản cảm thì cái điều này nó cũng sẽ hợp lý. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại rằng là thay vì anh nông dân phân tích theo một cái kiểu gọi là một chiều thì anh nông dân có thể phân tích theo nhiều cái góc độ khác nhau. Thì Quỳnh Như nghĩ rằng là cái cảm giác mà cái người nghe họ tiếp nhận cái thông tin này nó sẽ dễ dàng hơn. Còn đằng này anh nông dân thì thật sự Quỳnh Như nói thật với quý vị thì Quỳnh Như cũng làm việc với nhân vật này cũng khá là nhiều rồi. Và Quỳnh Như cũng biết rằng là nhân vật này thì cũng là một cá nhân có một cái chính kiến khá là mạnh mẽ. Và thậm chí rằng là rất là nhiều những khán giả họ nói rằng là hủy kênh hay gì đó, bởi vì có lẽ như rằng là anh nông dân không muốn bà Hằng tại ngoại. Thật ra thì mình cũng nói thẳng luôn, không có bất cứ một cá nhân nào có thể tác động được về cái việc rằng là cho tại ngoại hay không tại ngoại đối với câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, ngoại trừ cơ quan chức năng. Tất cả mọi người chỉ đơn thuần rằng là phân tích bình luận. Nhưng mà có lẽ rằng là bởi vì anh nông dân dính dáng với nhóm của Điền Võ và Lạc Phong, mà Điền Võ thì mới tạo ra một cái sự ồn ào cùng với Tiến sĩ Luật, cho nên thành ra là câu chuyện của anh nông dân bị liên đới. Nếu như cái bài phân tích đó được phân tích ở một cái thời điểm khác
ở một cái giai đoạn khác không liên quan tới những cá nhân này, thì Quỳnh Như nghĩ rằng là mọi người sẽ đánh giá nó ở một cái góc độ bình thường. Còn đằng này thì mình cũng phải thừa nhận với nhau rằng là chính một số những cái cá nhân đưa tin, họ lôi cái câu chuyện 10 tỷ ra và khiến cho một số cộng đồng họ cảm thấy phản cảm. Và Quỳnh Như cũng xin nói lại một lần nữa, trên cái không gian mạng này, nó không phải chỉ đơn thuần rằng là những kênh YouTube ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng, mà còn có cả những kênh YouTube phản biện cho bà Nguyễn Phương Hằng. Và có cả những cá nhân vừa làm kênh YouTube vừa là người nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Cho nên thành ra rằng là với cái câu chuyện 10 tỷ này, thì chúng ta hãy dành thời gian để liếc sơ toàn bộ tất cả những cái tiêu đề của một số những YouTuber bên phía phản biện, để chúng ta thấy rằng là vì câu chuyện 10 tỷ mà rất là nhiều người họ đã tạo ra một cái luồng tranh cãi rằng là cá nhân này lại lấy tiền che thân nữa. Đó, cho nên ở đây thì Quỳnh Như thấy một cái điều rất là đơn giản thôi. Chúng ta đừng có nâng cao quan điểm với nhau, cứ hãy bình thường. Còn nhiều người họ lại nói rằng là Quỳnh Như lại quay xe diễn với anh nông dân, thì thật ra Quỳnh Như nói thẳng với quý vị là Quỳnh Như chả quay xe với ai hết. Quỳnh Như cũng chẳng có bè phái với ai. Quỳnh Như cảm thấy như thế nào thì Quỳnh Như nói như vậy. Nếu mà Quỳnh Như bè phái á, với cái phe phản biện á, thì Quỳnh Như nghĩ rằng là cái nhân vật Mộc TV hay là Huỳnh Ngọc Thiên Vương hay là Michio Phạm Ngà hay là Đinh Lan sẽ không bao giờ lôi tên Quỳnh Như trong cái danh sách sắp bị khởi tố hay là thanh việc nha quý vị. Đó, cho nên là quý vị cũng phải hiểu rằng là bản thân Quỳnh Như là một người như thế nào. Thì cô chú anh chị và mọi người khán giả trên kênh Quỳnh Nhi thì cũng đã nghe qua cái clip của em Quỳnh Như rồi. Thì khán giả và mọi người có những cái thắc mắc và có cùng cái quan điểm với Nhi hay không, và có cùng cái quan điểm của cái cách lập luận của em Quỳnh Như hay không, thì khán giả và mọi người hãy đưa ra những cái comment và những cái ý kiến. Thì trong cái sự việc như này thì Nhi cũng tham gia và Nhi cũng có một góp một số những cái ý kiến như sau. Thì trước đây thì Nhi cũng đã lên Nhi phân tích và Nhi cũng lập luận một cái clip và về nông dân, thì khán giả trên kênh của Nhi và mọi người cũng có đồng quan điểm với Nhi về cách lập luận đấy. Thì Nhi cũng xin thông báo với cô chú anh chị và mọi người như này này. Thứ nhất là trong cái drama của cô Nguyễn Phương Hằng này thì Nhi cũng đã chia sẻ và đã cũng nói chuyện với cô chú anh chị và mọi người cũng rất chi là nhiều. Trong cái quan điểm thứ nhất, tất cả những cái kênh YouTube trước đây và đã theo cùng đuổi cái drama này và đã giúp sức với cùng với cô Nguyễn Phương Hằng, đã làm những cái clip và có cùng livestream với cô Nguyễn Phương Hằng, thì đều bây giờ thì cô chú anh chị và mọi người đã nhìn rõ được những cái chiêu trò và những cái mánh khóe đi theo cái drama này và đi theo cô Nguyễn Phương Hằng với cái mục đích thứ nhất là câu like, câu view. Thứ hai là khi thỏa thuận và khi đạt được cái mục đích của mình rồi thì tự giác khác rút lui. Thì khi rút lui thì không bao giờ những cái chủ kênh này có thể rút lui một cái cách êm đẹp hay là làm sao để cho khán giả và mọi người đỡ bất ngờ, hết cái bất ngờ nọ đến cái bất ngờ kia. Thì trong cái clip mà trước đây thì Nhi đã lập luận với mọi người ấy, thì Nhi đã nhìn nhận được ra trong cái drama này này, thì bây giờ phải gọi thẳng nó là cái drama thì cho nó dễ hơn. Chứ drama, dramu ấy, thì tất cả những cái chiêu trò và những cái chủ kênh này này với cái mục đích thứ nhất là lợi dụng vào cái tầm ảnh hưởng của cô Nguyễn Phương Hằng để đạt được cái mục đích thứ nhất là kênh có view, có like và có cái nọ, có cái kia. Thứ hai là có tiền. Thì khi có tiền và khi kiếm được một mớ mớ rồi thì bắt đầu là mới dùng cái chiêu trò kết bè kết cánh và dùng những cái lập luận và dùng những cái chia sẻ ra, thì đa phần là toàn vạch áo cho người xem lưng và đưa ra những cái thiết âm mưu với những cái gọi cho là những cái bài văn bài vở ấy, thì của những cái chủ kênh như này. Thì Nhi không bao giờ là Nhi tin tưởng, không bao giờ Nhi đặt một cái niềm tin vào những cái chủ kênh này cả với những cái mục đích ấy. Thì trước đây thì Nhi cũng đã định nói về cái vấn đề này rồi, nhưng mà Nhi lại nghĩ nó nói ra thì lại bảo khán giả lại nghĩ là Nhi cầm cờ chạy trước ô tô nên là Nhi không muốn nói. Thì trong một cái thời điểm nhất định này thì tất cả những kênh YouTube thì khán giả đã nhìn nhận được ra chuyện thứ nhất là luật sư, thứ hai là tiến sĩ, thứ ba là thầy giáo và thứ tư là anh em bây giờ đấy. Trong cái drama này nó nguội, nó lạnh lắm rồi nên là bây giờ mới không còn cái tiêu đề, không còn cái cách lập luận gì nữa, bắt đầu quay ra xuyên tạc và bịa đặt và dùng cái mục đích là câu like câu view để kiếm tiền trên YouTube thôi. Chứ bản thân của những cái ông này này
thì cái cách nhìn nhận của Nhi chả giúp ích được cái gì drama này cả, và không giúp được cái gì cô Nguyễn Phương Hằng. Chủ yếu tham gia vào cái drama này thời điểm này là chỉ muốn đẩy cái sự việc này đi xa và đi nữa, để cho những cái kênh này này và những cái chủ kênh này được lợi trong cái drama này thôi, chứ không bao giờ giúp được cái gì hay làm được cái gì trong cái drama này cả. Thì khán giả mọi người cũng biết thôi, cử nhân với tiến sĩ với thế nọ thế kia, bây giờ thì Nhi nhìn nhận đi đánh giá luôn một cái khách quan nhất này, đều đi hai hàng hết rồi, chứ không phải là còn tốt còn đẹp gì nữa. Trước đây cô còn ở nhà thì còn bám còn biếu vào phải không? Để câu like, để câu view, để giật tít, để ăn lại những cái clip của cô. Những cái thời điểm này thì nổi hết những cái bộ mặt giả tạo, giả nhân, giả nghĩa, những cái con người đạo đức giả đấy rồi. Thì khán giả và mọi người cũng như Nhi thôi, thì Nhi cũng đã khuyên khán giả mọi người rồi, trước khi nhìn nhận một cái sự việc gì thì mình phải nhìn nhận từ hai phía, mình phải nghe từ nhiều những cái nguồn tin thì về mình mới đúc kết được. Còn đây chứ không phải là những kênh nọ kênh kia lên bao biện kêu là nhầm và lẫn. Thì Nhi cũng đã xem một cái clip, cũng có một cái kênh này cũng nói nên là nhầm và lẫn. Thì Nhi cũng xin nói thẳng với cái kênh này này, đây không phải là nhầm và lẫn. Bởi vì trước khi mình phát ngôn ra cái lời nói như thế nào ấy, thì bản thân mình cũng bằng đấy tuổi rồi, thì mình cũng phải đắn đo thì mình phát ngôn ra, chứ không thể nào là phát ngôn bừa bãi ra được. Phát ngôn xong thì bây giờ thấy hớ, xong lại lên là kêu là nhầm mới lẫn, mới thấy nọ mới thấy trai. Thì Nhi cũng xin nói thẳng với cái chủ kênh đây này, là cái thầy giáo ấy, là đừng bao biện nữa, và đừng lên gọi cho là mèo khóc chuột nữa. Hãy đưa ra cái sự thật, và hãy đưa ra những cái gì nó đúng, nó thật nhất, để cho khán giả và mọi người biết được ở trong cái drama này như thế nào. Còn theo những cái cách đánh giá của Nhi nhìn nhận nhất bây giờ, là tốt nhất những cái kênh YouTube này này lên dừng lại, và đừng đưa những cái thông tin và đừng nói gì về cô Nguyễn Phương Hằng nữa, thì sự việc nó sẽ hay hơn, nó sẽ tốt hơn và nó sẽ đẹp hơn. Chứ không cần phải những cái kênh YouTube này đâu, không giúp được gì cô Nguyễn Phương Hằng. Chỉ lên trên không gian mạng làm những cái trò cười cho khán giả và diễn những cái trò siếc khỉ thôi. Nên là Nhi cũng mong tất cả cô chú anh chị và mọi người trên kênh của Nhi cũng như khán giả thôi, thì cũng nhìn làm sao thứ nhất công tâm nhất, thứ hai là nhìn nhận một cái cách khách quan nhất, để cho những cái gì nó cần được im lặng, những cái gì nó cần giúp ích được thì làm. Còn chứ không phải lên đây khua môi múa mép diễn trò để qua mặt khán giả đâu. Thì Nhi cũng xin phép cô chú anh chị mọi người, Nhi làm cái clip nó ngắn đến đây thôi. Thì Nhi xin chào cô chú anh chị và mọi người, xin hẹn mọi người trong những clip tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.